Vĩnh biệt huyết áp cao với 11 loại nước từ cây nhà lá vườn cho hiệu quả 100%, uống sớm để cả đời không lo bệnh tật. Rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả trong video ngày hôm nay. Thưa quý vị, huyết áp cao là một vấn đề sức khỏe phổ biến. Nếu như không được điều trị, nó có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng, nhất là dẫn tới suy tim và đột quỵ do tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim và tử vong. Nhưng để hạ huyết áp không quá khó, bạn chỉ cần thay đổi đơn giản trong chế độ ăn uống và lối sống. Chẳng hạn như bạn thường xuyên bổ sung 11 loại đồ uống cho người huyết áp cao dưới đây. Vĩnh biệt cao huyết áp với 11 loại nước từ cây nhà lá vườn cho hiệu quả 100%, uống sớm để cả đời không lo bệnh tật. 1. Trà xanh giảm huyết áp sau 12 tuần sử dụng. 25 thử nghiệm trong năm 2004 cho thấy uống trà xanh giúp làm giảm huyết áp ở người. Nếu tiêu thụ trà lâu dài hoặc ít nhất là 12 tuần, hứa hẹn mang đến lợi ích tốt hơn trong việc kiểm soát huyết áp. Trong trà xanh còn có chứa chất chống oxy hóa, được chứng minh là có tác dụng hỗ trợ sức khỏe tim mạch, làm bền vững thành mạch. 2. Nước ép củ dền giúp làm giảm chỉ số huyết áp. Các nhà nghiên cứu ở London trước đây đã phát hiện ra rằng uống một cốc nước ép củ dền mỗi ngày sẽ giúp duy trì và điều huyết áp về mức bình thường. Nhóm này đã phân tích được tác dụng của nước ép ở 64 người bị tăng huyết áp. Cơ chế nằm ở chỗ nước ép củ dền giúp thúc đẩy cơ thể sản sinh ra NO, hợp chất giúp làm giãn mạch máu và tăng cường tuần hoàn, từ đó hạ huyết áp. Các nhà nghiên cứu đề nghị người dùng không luộc củ dền mà nên hấp hoặc rang hoặc là làm nước ép, để giữ được những hợp chất cần thiết và tận hưởng hết được lợi ích sức khỏe mà nó đem lại. Mỗi ngày chỉ cần 2 ly là đủ nhé. 3. Trà bụng giấm atiso đỏ giúp hạ huyết áp tự nhiên. Trà bụng giấm có tác dụng làm giảm huyết áp vì nó có chứa chất phytochemica, hoạt động tương tự như một chất chống oxy hóa và giúp ức chế lại men chuyển tự nhiên, từ đó hạ huyết áp. Thức uống này rất dễ thêm vào thực đơn mỗi ngày của bạn. Đơn giản nhất là thay cà phê bằng trà và lý tưởng nhất là 3 ly mỗi ngày. Để thấy được chỉ số huyết áp trên bạn giảm rõ rệt. Bạn không nên làm siro vì nó có chứa rất nhiều đường. Thay vào đó, bạn nên đun sôi lên để uống hoặc phơi, sấy khô và pha như trà thông thường. 4. Nước lọc giúp làm giảm huyết áp lâu dài. Uống đủ nước mỗi ngày không chỉ giúp làm hạ huyết áp ngay lập tức, nhưng nó còn sẽ giúp bạn giảm huyết áp theo thời gian. Người bị mất nước sẽ làm giảm khả năng lưu thông máu trong cơ thể, làm huyết áp tăng lên. Tối thiểu, mỗi người nên bổ sung 2 lít nước mỗi ngày từ tất cả các nguồn. Bạn nên chia nhỏ thành nhiều lần uống trong ngày để thay vì một lần làm tránh tăng gánh nặng cho thận, và luôn mang theo bên mình một chai nước lọc chính là bí quyết để bạn có một huyết áp ổn định. 5. Sữa ít hoặc đã tách béo giúp duy trì huyết áp khỏe mạnh. Trong sữa có rất nhiều phốt pho, kali và canxi, vitamin D, những dưỡng chất dinh dưỡng này giúp duy trì huyết áp khỏe mạnh. Theo một nghiên cứu trên tạp chí Sinh dưỡng Anh, sữa ít béo hoặc đã tách béo sẽ có tác dụng giúp giảm huyết áp. Bởi trong sữa đầy đủ chất béo có chứa một lượng đáng kể axit pancreatic, làm ngăn chặn lại tín hiệu làm giãn mạch máu, khiến cho các động mạch bị căng lên và co lại, dẫn đến tăng huyết áp. Nếu như bạn không dung nạp sữa nguồn gốc động vật, bạn có thể dùng sữa hạnh nhân không đường để thay thế chúng. 6. Nước ép lựu làm giảm huyết áp lên tới 30%. Nước ép lựu là một thức uống tuyệt vời cho người bị cao huyết áp. Bản thân nó cũng là một chất ức chế men chuyển tự nhiên, giống như một loại thuốc hạ huyết áp thường đã được kê đơn. Đã có nghiên cứu cho thấy, nước ép lựu làm giảm huyết áp lên tới 30%. Bạn có thể ăn quả lựu hoặc uống nước ép lựu đều được. Cũng giống như nước ép củ dền, hương vị của nước ép lựu
có thể không phù hợp với nhiều người. Bạn có thể cho thêm một chút đường nhỏ và thưởng thức hay phối hợp với những loại trái cây khác để làm nước ép. 7. Nước ép việt quất bảo vệ thành mạch. Việt quất có khả năng chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Những đặc tính tuyệt vời này giúp làm giảm thiểu tổn thương mạch máu, cuối cùng là làm hạ huyết áp. Ngoài ra, trái cây này cũng đã được chứng minh là làm thư giãn mạch máu và tăng tuần hoàn. Chúng rất giàu vitamin giúp làm giảm huyết áp một cách tự nhiên. Bạn cũng có thể ép lấy nước việt quất và uống mà không thêm đường để mang lại lợi ích tốt nhất cho sức khỏe. 8. Rượu vang đỏ làm hạ huyết áp, sạch mạch máu. Rượu bia và những chất kích thích chưa bao giờ tốt cho huyết áp, nhưng rượu vang đỏ lại là ngoại lệ. Nó làm tăng HDL cholesterol tốt, giúp ích trong việc làm sạch mạch máu, làm giảm tình trạng xơ vữa động mạch. Khi đó máu lưu thông sẽ dễ dàng hơn và huyết áp thấp hơn. Có được lợi ích này là nhờ vào hoạt chất resveratrol, giống như một chất chống đông máu có tác dụng hạ huyết áp. 9. Nước cam, chanh giảm huyết áp và bảo vệ mạch máu. Người cao huyết áp nên uống nước cam và chanh mỗi ngày vì lượng vitamin C trong hai loại nước ép này là chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp bảo vệ tim mạch và cơ thể khỏi tổn thương, giúp máu lưu thông trong lòng mạch tốt hơn, nhờ đó làm giảm huyết áp hiệu quả. Mỗi người có thể uống từ 1 đến 3 ly nước ép cam, chanh không đường mỗi ngày, vào sau bữa ăn hoặc bữa phụ đều được. Đặc biệt hơn, một cốc nước cam, chanh mỗi ngày còn có thể giúp bạn điều chỉnh mức huyết áp về giới hạn bình thường. 10. Giấm táo đẩy lượng muối dư thừa ra khỏi cơ thể. Giấm táo đã được ví như thần dược cho sức khỏe. Một trong những công dụng chính của loại nước này là cung cấp kali, đồng thời loại bỏ natri dư thừa và chất độc ra khỏi cơ thể. Giấm táo còn có chứa enzyme renin làm giảm huyết áp. Bạn có thể pha giấm táo với một ít mật ong trong một cốc nước và uống vào mỗi buổi sáng. 11. Nước hạt chia giảm huyết áp sau 1 tháng sử dụng. Hạt chia có chứa nhiều axit béo omega 3 đã được chứng minh là có tác dụng làm hoạt huyết, tăng lưu thông máu và có thể làm giảm huyết áp. Bạn có thể chế biến thức uống này bằng cách ngâm một thìa canh hạt chia trong khoảng 300ml nước để nguội 30 phút và uống nước. Bạn nên dùng loại nước này 2 lần trên một ngày. Sau 1 tháng, bạn sẽ thấy được huyết áp của mình có sự thay đổi tích cực. Người bệnh cao huyết áp không nên ăn gì? Nhiều loại thực phẩm và đồ uống có thể ngăn bạn hạ huyết áp. Dưới đây chính là danh sách các loại thực phẩm mà người bệnh cao huyết áp không nên sử dụng. 1. Muối. Muối natri đứng đầu trong danh sách thực phẩm khi được hỏi người bệnh cao huyết áp không nên ăn gì, bởi tác động tiêu cực của nó đến bệnh tăng huyết áp cũng như bệnh tim mạch. Những người bị tăng huyết áp chỉ nên dùng tối đa 1.500mg muối mỗi ngày. Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA đã tuyên bố rằng khoảng 75% lượng muối mà mọi người thường dùng là từ thực phẩm đóng gói. Một số thực phẩm chế biến sẵn có chứa rất nhiều muối, bao gồm thịt nguội, pizza đông lạnh, nước ép rau củ, súp đóng hộp, sản phẩm cà chua đóng hộp hoặc đóng chai. 2. Thịt nguội. Thực phẩm được chế biến sẵn là nguồn cung cấp nitrit dồi dào. Những loại thịt này thường được xử lý, ướp gia vị và bảo quản bằng muối. Một khẩu phần khoảng 60g của một số loại thịt nguội này có thể chứa từ 500mg natri trở lên. Ăn bánh mì, phô mai, gia vị và sữa chua làm những bữa trưa đơn giản của bạn có thể giúp nhanh chóng trở thành một cái bẫy muối ngon lành. 3. Pizza đông lạnh. Pizza cũng được xếp hạng cao trong danh sách người bệnh huyết áp không nên ăn gì. Tất cả những loại pizza đều là một sự lựa chọn tồi cho những người đang theo dõi nồng độ natri trong cơ thể.
và sự kết hợp giữa phô mai, thịt ướp muối, sốt cà chua và lớp vỏ làm tăng thêm rất nhiều muối. Đặc biệt, pizza đông lạnh lại càng nguy hiểm với những người bị tăng huyết áp. Để duy trì hương vị trong pizza, khi nó được nấu chín, các nhà sản xuất thường thêm rất nhiều muối. Một khẩu phần phô mai đông lạnh hoặc pizza thịt, phô mai có thể có chứa hơn 700mg natri, đôi khi còn nhiều hơn thế. Lớp vỏ ngày càng dày, tương đương với việc bạn có thêm nhiều lớp phủ phô mai. Hàm lượng natri theo đó cũng tăng thêm. 4. Dưa muối. Bất kỳ thực phẩm bảo quản nào cũng cần dùng đến muối. Điều này là do muối có khả năng ngăn chặn lại sự phân rã của thực phẩm. Rau củ càng để lâu trong hộp và bảo quản bằng chất lỏng thì chúng càng thu nhiều muối. Một miếng dưa muối có thể chứa tới 390mg natri. 5. Súp đóng hộp. Người bệnh cao huyết áp không nên ăn gì? Thật bất ngờ khi súp đóng hộp cũng được các chuyên gia xếp vào mục không nên ăn của những người bị cao huyết áp. Súp đóng hộp có rất nhiều natri. Nước dùng đóng hộp, đóng gói cũng làm tổn hại đến huyết áp của bạn. Một số món súp còn có thể có tới 900mg muối chỉ trong một khẩu phần ăn. 6. Sản phẩm cà chua đóng hộp hoặc đóng chai. Đối với những người bị cao huyết áp, các sản phẩm cà chua đóng hộp không phải là một sự lựa chọn tốt. Hầu hết các loại sốt cà chua đóng hộp, nước sốt mì ống và nước ép cà chua đều có nhiều natri. Một cốc nước ép cà chua có thể chứa hơn 600mg muối. 7. Đường. Có khá nhiều người bất ngờ khi biết được đường cũng nằm trong danh sách người bệnh cao huyết áp không nên ăn. Bạn có thể biết rằng lượng đường quá mức có thể liên quan tới béo phì. Tuy nhiên, bạn có biết rằng nạp lượng đường quá lớn cũng góp phần tăng lên huyết áp. Đường là một trong những yếu tố chủ chốt làm tăng lên tình trạng béo phì ở mọi lứa tuổi. Huyết áp cao phổ biến hơn ở những người thừa cân hoặc béo phì. Hiện tại, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị phụ nữ nên hạn chế lượng đường bổ sung ở mức 6 muỗng cà phê là 24g mỗi ngày. Còn với đàn ông, 9 muỗng cà phê là 36g là đủ cho một ngày. Chiến lược ăn uống thông minh. Nếu bạn đã được chuyển hóa huyết áp cao, thì một vài chiến lược ăn uống thông minh có thể giúp ngăn ngừa huyết áp tăng đột biến và thậm chí còn có thể làm giảm huyết áp. Nhưng thực hiện một vài thao tác hoán đổi dễ dàng, chẳng hạn như tìm kiếm và lựa chọn giảm hoặc không có chứa muối hay không có chứa chất chuyển hóa chất béo, có thể giúp bạn cắt giảm các món mà bạn không nên ăn. Thay vào đó là tìm những sự lựa chọn tốt hơn tới sức khỏe của bạn. Hãy đổ rau và trái cây vào đĩa, ít nhất là 1/2 diện tích đĩa. Ngoài việc ít calo thì rau củ còn cung cấp kali, chất xơ và chất chống oxy hóa và một loạt các chất dinh dưỡng khác. Bên cạnh đó, củ cải đường và nước ép lựu đã được chứng minh là có tác dụng trong việc giảm huyết áp nhờ vào hàm lượng nitrat cao. Bạn có thể uống chúng thường xuyên. Thêm vào đó, chế độ ăn DASH đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc làm giảm và kiểm soát huyết áp cao. Chế độ ăn uống này tập trung vào trái cây và rau quả trong mỗi bữa ăn, bao gồm các loại thực phẩm giàu chất xơ như các loại hạt, đậu và ngũ cốc. Quý vị thân mến, người bị huyết áp cao ngoài việc lưu ý uống gì còn cần phải kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, tham gia thể dục thể thao mỗi ngày, theo dõi huyết áp tại nhà. Nếu được chỉ định thuốc, bạn cũng nên tuân thủ để giữ được huyết áp khỏe mạnh lâu dài. Kênh Ăn Sạch Sống Khỏe xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.